ai đang bà cũng bảo là hôm nay cuối năm là hôm nào cũng liên hoan. Tại vì là hôm đó phát cái vụ nữa mà vô tình mà đi tổ giác đúng là hôm cháy thì ngay nhiều. Bảo đi sơ tán cơ mà. Nhưng mà mình bảo nhà có cụ già không đi được, thế là chỉ bảo Hiếu đi thôi. Mình có cố thủ trong nhà. Hai người ơi, ta xem bảo cái cô cô đấy không ạ? Không đâu. Cháy như nào nghe? Cháy ở kia. Anh mình sao không mở cho cô? Đến từ từ, cô có dao đây. Cháy mình không nhìn thấy cháy là một nơi xa mà, nhưng mà thấy ra cháy cũng có, tức là cháy trong nhà mình á, có tầng mình ra ấy, chỗ cái trục điện nhà chị ra đấy, trần chỗ cái chỗ thang máy, thế mà lại còn cố tình không biết, cái tầng nhà mình luôn, thế mở từ đây đến năm hôm nào ở liên hoan mà. Hoạt động được một tuần.
ít nên rượu này gọi là rượu không vui để vâng, làm vâng. Nó sáng biết rồi anh sẽ nói cho con nữa cho con cô bắp đen nhỉ cô có nhuộm không căng không nấu không thành ra nhuộm thì hạnh chị mua cái nước gội đầu gì ấy thế là gội 3-4 lần là nó cứ đen như này ở đây nước gội đầu hay nhỉ quá hay bà đấy dùng cái gội đầu đấy thì cái nước là nước gội đầu của Nhật đó chứ mình cũng không nọ hỏi ra thì cũng khá là đắt 650 một lọ mà nó có tư vật nửa lít nhỉ nhưng mà làm được nhiều lần ạ nhiều lần mỗi một lần chỉ khoảng 2cc thôi nhỉ vâng xoa lên này ừ. Khoảng 20 phút sau thế thì à thế thì người ta tiện rồi chắc chắn là như thế rồi con gái ăn xịn thế anh gội cái gì đây thái dương ấy cái đấy cũng được khi nào mà phải là hát thì mới nhượng quay phim hát thì mới nhượng cô ấy là nhượng với thị trường ca sĩ không 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 nhượng cho vợ ngắm à không không từ đây đến cuối năm yên tâm là không nặng được liên hoan kiều lắm yên tâm từ đây đến cuối năm không nặng được liên hoan cũng hình như gặp anh là trước ở cách đây một năm là hơn nhỉ hơn năm thế hơn năm hơn năm rồi trong năm rồi cũng gặp ngày hơn năm đấy đúng không anh bỏ đây tết vâng chưa ở trong ở đây trong nhẹ lắm chuyện con trên công nhận là nó mau đúng vậy là làm tiếng ở đây cho mẹ một tí này thì cho dễ ngủ quá này rượu vang nó cũng nhẹ cho ít không được ở lần trước cô cũng ngồi đây lần này cô ngồi đây lúc này ngồi hát ở đây kéo ừ. Thế đây ngồi đâu bắt anh Hiếu làm tí nhiều hoa còn lạnh nữa đây hoa đây hạnh đây ngồi phải thế này chưa được tuổi đúng không đây hai ghế này bác đây có mình để em bỏ đấy bắt mấy cái này tại bạn đây bỏ đây chỉ một người thôi các bạn hai người được không dây dây chỗ này rộng lắm à? Đây là hai người. Đấy. Anh mình tay dài cho anh một tí. Nhưng mà cháu để này rộng quá. Đây này hai người ngồi đây là được mà. Đấy vào đấy. Có thể sao cái này hết cả nước à? Đổ nước à? Nhận tuổi thanh niên nó lớn mong thật được gần trước sau lần này đây đến hẳn vâng. Thế là cháu này là vào đại học được bao giờ rồi? Chưa có kết quả. Vâng. Cái bác kia là bắt rau mà. Ừ, nước rau buổi sáng. Thì hoa nó cứ hay có nước rau. Ai để nhớ? Nước lại. Anh em để đủ bên trong chứ cứ đeo có em uống. À, là dùng. Cẩn thận nhá. Anh để nó có hướng không anh? Không ạ, không ạ, để trong đây đi. Vâng. Em mang cái xe rượu vào đây. Vâng. Lọc. Con lấy nước lọc đi. Lọc nào cũng uống. Đấy à? Đây là thầy nhà Hồng con hai thanh niên rồi nhỉ? Ừ, để Hồng quản lý. Có đây đĩa được rồi.
kia kia rồi, kia. Chỗ nào của Dương Lạc không? Không, nó có một lô mấy cái chỗ mà cái rùa này nãy một cái ở dưới xương, còn đây là xương. Bên kia bị xương.